Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như ngày hôm qua chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn phần 1 và 2 của Thảm họa Cộng sản, một bài viết của tác giả Phạm Đình Trọng. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu phần 3 và 4 và cũng là hai phần cuối cùng của Thảm họa Cộng sản do tác giả Phạm Đình Trọng viết. Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức cơ hội và lừa đảo chính trị lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Thời nước mất dân nô lệ, Đảng Cộng sản giương lá cờ yêu nước chống xâm lược, giành độc lập và lá cờ yêu nước do người Cộng sản phất lên đã tập hợp được đông đảo người dân đau đáu với vận nước đi theo Cộng sản. Từ những quan lại triều nhà Nguyễn đến những công chức trong bộ máy hành chính của thực dân Pháp, từ những trí thức hàng đầu ở trong nước đến những trí tuệ lớn người Việt ở hải ngoại, từ nhà tư sản ở thành thị đến những người cùng đinh ở đợ ở những chốn thôn dã và dân quê. Nhưng lá cờ yêu nước, lá cờ độc lập mà người Cộng sản phất lên chỉ là lá cờ vay mượn, lá cờ ngụy trang. Lá cờ thực sự của họ, lá cờ họ tôn thờ mà quyết chiến đấu để nó thống soái trên toàn cõi Việt Nam là lá cờ công nông, lá cờ búa niêm. Tổ quốc của người Cộng sản là Đảng Cộng sản, họ đặt đảng của họ lên trên dân tộc, trên nhà nước, hiến pháp và văn bản pháp lý cao nhất trong cương lĩnh của đảng. Câu nói bộc lộ đầy đủ sự trống vắng tư duy và tình cảm với quốc gia, dân tộc, với nhân dân, đất nước của ông Đảng trưởng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Đưa cương lĩnh của Đảng lên trên hiến pháp của nhà nước, những người Cộng sản không những tự tách mình đứng ngoài và đứng trên hiến pháp, pháp luật của Việt Nam mà họ còn đứng ngoài và đứng trên dân tộc. Những người Cộng sản đích thực chỉ có Đảng, không có Tổ quốc, chỉ có giai cấp, không có dân tộc, chỉ có bốn phương vô sản, không có quốc gia. Bốn phương vô sản là mục đích, quốc gia dân tộc chỉ là phương tiện đưa họ tiến tới mục đích mà thôi. Quốc gia dân tộc không phải là mục đích, không phải là lý tưởng phụng sự thiêng liêng, không phải là giá trị thẩm mỹ cao cả thì làm gì có lòng yêu nước. Không có lòng yêu nước nhưng tuyên truyền Cộng sản đã làm được điều lừa dối vĩ đại là những người Việt Nam vì lòng yêu nước đi theo Cộng sản đều đinh ninh rằng Cộng sản đồng nghĩa với yêu nước và người phất lá cờ yêu nước đương nhiên phải là người lãnh đạo. Cũng vì yêu nước, vì lý tưởng độc lập dân tộc, người dân sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của cá nhân, hiến dâng cả tài sản, cơ nghiệp của gia đình cho sự nghiệp cứu nước. Và người dân cũng hy sinh cả tự do cá nhân, hy sinh cả quyền con người, quyền công dân thiêng liêng của mỗi người chấp nhận để Đảng Cộng sản, tổ chức lãnh đạo cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thâu tóm toàn bộ quyền lực của dân thời chiến tranh cách mạng. Cương lĩnh lãnh thổ quốc gia xác định chỗ đứng, xác định cả gia tài của một quốc gia trong gia đình nhân loại. Đất đai hương hỏa của mỗi con người, mỗi gia đình vừa là tài sản vật chất lớn nhất, vừa là tài sản tinh thần và tình cảm vô giá trị thiêng liêng của mỗi con người. Mỗi gia đình gắn bó máu thịt với quê hương, đất nước. Tài sản vật chất lớn lao, tài sản tinh thần, tình cảm thiêng liêng của người dân đã bị nhà nước Cộng sản cướp trắng bằng điều 4 luật đất đai. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện, chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Điều 4 hiến pháp cướp quyền làm chủ đất nước của người dân. Điều 4 luật đất đai cướp nốt quyền sở hữu mảnh đất nơi người dân gắn bó máu thịt với quê hương đất nước. Trong nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam, người dân trắng tay cả quyền làm chủ đất nước, trắng tay cả quyền sở hữu mảnh đất, cha truyền con nối. Người dân phải bơ vơ lưu vong, sống tạm, sống nhờ ngay trên quê hương, tổ quốc của mình. Vậy mà tuyên truyền Cộng sản vẫn giáo hoành, Đảng Cộng sản không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Đúng như nhà văn Nguyễn Khải suốt đời là người Cộng sản đã có hơn 50 năm tuổi đảng, đến cuối đời phải thú nhận về con người của Cộng sản của ông. Người Cộng sản nói dối lem lẻm, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Nguyễn Khải,
đi tìm cái tôi đã mất. Không chút lòng yêu nước, nhà nước Cộng sản mới quyết liệt vận hành bộ máy công cụ bạo lực chuyên chính vô sản, công an, tòa án, nhà tù bóp chết mọi tiếng nói của người dân đòi hỏi quyền lợi, quyền làm chủ đất nước. Những người mẹ trẻ bế con nhỏ xuống đường nói tiếng nói chính đáng và hợp pháp, đòi dân chủ, đòi quyền con người, nói tiếng nói của lòng yêu nước, phản đối Tàu Cộng xâm lược Biển Đông, phản đối Formosa giết chết biển Việt Nam đều phải nhận những bản án cả chục năm tù. Phát vãng đã cho thấy sự tàn bạo, man dợ và lì lợm chống lại nhân dân của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tiếng nói đòi dân chủ, đòi quyền con người, chống Tàu Cộng xâm lược không phải là tiếng nói đơn lẻ của vài người, vài nhóm người, đó là tiếng nói của cả dân tộc Việt Nam không tiếc máu xương chiến đấu giành tự do dân chủ, giành quyền sống, quyền làm người, giành quyền làm chủ đất nước để đàn áp dân. Nhà nước Cộng sản đã đẩy tiếng nói đòi dân chủ, đòi quyền làm chủ đất nước sang thế lực thù địch, coi cả dân tộc Việt Nam là kẻ thù cô độc giữa nhân dân. Nhà nước Cộng sản chỉ còn tồn tại bằng tuyên truyền dối trá và bạo lực đàn áp. Từ xa xưa, người dân làm chủ giải đất hình chữ S nhìn ra Biển Đông có câu thành ngữ rừng vàng, biển bạc, để nhắc nhau gìn giữ gia tài tổ tiên để lại vô cùng quý giá. Từ trong thăm thẳm lịch sử đã có đội hùng binh người Việt ra trấn giữ Hoàng Sa và ra khai thác sản vật ở Trường Sa. Nhà nước Việt Cộng đã để Tàu Cộng cướp mất toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và cướp 7 bãi đá trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Từ nhiều năm nay, Tàu Cộng đã thực sự làm chủ ở Biển Đông. Sứ mệnh duy nhất của quân đội bất kỳ nước nào, bất kỳ thời nào là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự thiêng liêng bất khả xâm phạm di sản của cha ông. Quân đội nước nào cũng chỉ có một lời thề chung với nước, nhưng lời thề đầu tiên của quân đội nhà nước Cộng sản Việt Nam là chung với Đảng, hiếu với dân. Chung với Đảng, quân đội Việt Cộng không được chống trả quân đội của Tàu Cộng xâm lược lãnh hải của Việt Nam. Thay vì trang bị vũ khí tương xứng với sứ mệnh giữ nước cho quân đội với quân số chưa đến nửa triệu, nhà nước Việt Cộng phát 1 triệu lá cờ cho người dân ra biển Đông đánh cá, đối mặt với những chiến hạm hiện đại của Tàu Cộng quyết chiếm bằng được Biển Đông của tổ tiên người Việt là những con tàu đánh cá mỏng manh và lá cờ đỏ chập chờn thoi thóp. Quân đội phải ở trong bờ bảo vệ Đảng thì lấy máu dân xác định chủ quyền lãnh thổ, từ đó mà có câu thành ngữ mới: quân đội bám bờ, ngư dân bám biển. Dân đóng thuế nuôi quân đội để giữ nước, nhưng quân đội nhà nước Cộng sản Việt Nam vì chung với Đảng mà du rú trong bờ để cho dân tay không liều mình ra khơi giữ biển của cha ông để lại. Lấy cớ đất nước còn nghèo, quân đội không được trang bị tương xứng với thách thức của Tàu Cộng đang càn rỡ xâm lược nước ta, nhưng để đàn áp tiếng nói đòi tự do dân chủ của người dân, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phóng tay chi không tiếc tiền thuế của dân để chằm bẵm lực lượng công an cả triệu quân với vũ khí đàn áp hiện đại nhất thế giới. Theo thông tư 17/2018 của Bộ Công an, từ ngày 1/7/2018, công an cấp huyện được trang bị cả những vũ khí hạng nặng của quân đội: súng đại liên, súng cối, súng chống tăng, đại bác, không giật, trực thăng vũ trang, v.v. Theo pháp lệnh của Cảnh sát cơ động ban hành năm 2013, Bộ Công an đã có trung đoàn xe bọc thép, ngoài vũ khí thông thường hiện đại còn có cả vũ khí điện tử. Tháng 10 năm 2019, Bộ Công an lại trình dự luật Cảnh sát cơ động thay cho pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013. Theo đó, Bộ Công an còn có trung đoàn không quân, trung đoàn kỵ binh, không lo bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ nhà nước Cộng sản, chỉ lo dồn tất cả tiềm lực đất nước thành sức mạnh bạo lực chống lại nhân dân, duy trì sự tồn tại không chính danh của Đảng Cộng sản. Nhà nước Cộng sản không ngần ngại lấy máu dân để giữ quyền thống trị bất chính của Đảng Cộng sản.
Dương lá cờ yêu nước, nhưng ngày 30 tháng 12 năm 1999, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ký hiệp định biên giới dâng cho Tàu cộng hơn 1.500 km² đất đai biên cương thấm đẫm mồ hôi và máu của tổ tiên ngàn đời khai khẩn, chứa đầy máu xương nhiều thế hệ cha ông gìn giữ dương lá cờ yêu nước. Nhưng viên tướng đứng đầu của Bộ Quốc phòng nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phản bội lịch sử Việt Nam, phản bội giống nòi Việt Nam, dâng bãi Gạc Ma và 6 bãi đá khác trong quần đảo Trường Sa cho Tàu Cộng, khi trói tay những người lính Việt Nam giữ bãi đá bằng lệnh miệng không được nổ súng chống trả giặc Tàu Cộng tràn lên cướp đảo ngày 14 tháng 3 năm 1988. 4.000 năm dựng nước và giữ nước, và chống trả hết đạo quân Đại Hán này đến đạo quân Đại Hán khác âm ầm tràn sang xâm lược nước ta. Những dân rẫy, dân ruộng, những dân chài người Việt được làm chủ giải đất Việt Nam mà không để một tấc đất, mà còn mở rộng dài về phía Nam và mở cương vực mênh mông ra Biển Đông. Chỉ mấy chục năm, những người Cộng sản cướp quyền dân làm chủ nô trên giải đất hình chữ S Việt Nam còn quại đã để mất hàng chục ngàn km vuông núi sông, hàng trăm ngàn hải lý biển đảo ở Biển Đông. Chỉ mấy chục năm tồn tại, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã để lại một trang sử đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhà nước gây tội ác lớn nhất giống nòi với lịch sử Việt Nam là nhà nước cơ hội và lừa đảo chính trị lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Và đây là kỳ cuối, xin giới thiệu kỳ cuối với tựa đề Quy hoạch thảm họa. Đảng Cộng sản Việt Nam lại đang bước vào một mùa đại hội mới, đại hội 13, lại một dịp đảng ngốn vô tội vạ tiền thuế của người dân. Ngân sách nghèo của nhà nước, tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân lại thêm một lần ào ạt chảy máu hàng ngàn tỷ đồng chi cho đại hội đảng và các cấp, từ đại hội chi bộ ấp phường ở địa phương, phòng ban ở cơ quan nhà nước đến đại hội đảng toàn quốc. Ở nhà đỏ Ba Đình, những nhà lý luận giáo điều Cộng sản tập trung dồn tâm huyết khuếch đại thành tích kinh tế xã hội để có bản báo cáo thành tích rực rỡ màu hồng, khẳng định sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng đã đưa đất nước từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Kỳ đại hội này của Đảng Cộng sản cầm quyền còn gấp gáp, tất bật làm một việc thể hiện não trạng chủ quan duy ý chí muôn đời của người Cộng sản là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Như trước đây, họ đã chủ quan duy ý chí vẽ ra những kế hoạch kinh tế 5 năm, 10 năm, kế hoạch hóa hổ hóa rồng. Đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Nhưng cuối năm 2019 rồi, đất nước vẫn tan hoang bởi bô xít Tây Nguyên, Formosa Vũng Áng, Điện Vĩnh Tân, Đạm Ninh Bình. Dân càng e cổ, gánh khối nợ quốc gia ngày càng lớn, ngày càng phình ra. Dòng người đói ăn, đói tự do ùn ùn bỏ ra nước ngoài kiếm sống ngày càng đông, để rồi phải nhận những kiếp bi thảm như cái chết trong thùng xe container, không có không khí để thở của 39 người Việt trên đường trốn vào nước Anh ngày 23 tháng 10 năm 2019. Những kế hoạch kinh tế chủ quan duy ý chí đều đã chết thảm, kéo theo sự thua lỗ đổ bể của cả nền kinh tế, kéo theo sự yếu hèn của cả nước, sự khốn cùng của người dân. Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để lược lại đi theo lối mòn dẫn đến vực thẳm của những kế hoạch kinh tế viển vông, không thể tránh khỏi thất bại ê chề, vì không những thiển cận chủ quan duy ý chí mà còn là dại dột và hỗn xược, loại bỏ vai trò của nhân dân, những người chủ đích thực của đất nước. Nhân dân mới là những người thực sự có chủ quyền, có đủ quyền, đủ tư cách, có đủ công tâm và đủ hiền tài để tiến cử bầu chọn những người thay mặt dân quản trị đất nước. Đảng áp đặt những nhân cách nhem nhuốc của đảng không được
dân tin cậy, không được dân bầu chọn ngồi vào ghế cai trị dân và cướp quyền dân sẽ thất bại nặng nề. Cán bộ cấp chiến lược là những phương diện quốc gia, những chính khách trên chính trường quốc tế, trong đảng là thành viên nhà đỏ, ủy viên trung ương đảng. Trong chính quyền nhà nước là thành viên chính phủ, đứng đầu vùng lãnh thổ, đứng đầu các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội. Trong đảng bày đặt sắp xếp đảng viên vào các ủy viên là việc riêng của đảng, là quyền của đảng, nhưng chọn những người vào ghế quan trọng và chức trách của nhà nước, đứng đầu các cơ quan cai trị dân là quyền của người dân, do lá phiếu của người dân bầu chọn. Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược chỉ là trò gian lận ngôn từ, gian lận khái niệm của việc quyền dân mà thôi. Chỉ là trò biến dân thành bầy cừu, trò giật dây cho Quốc hội diễn màn múa rối, hợp thức hóa việc cướp quyền của dân của chính thể Đảng Cộng sản Việt Nam. Là nhà báo có hạng của Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia, suốt mấy chục năm làm báo, nhà báo Lê Phú Khải vào ra chốn thâm nghiêm, tiếp cận với những vai vế cao nhất trong cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo quá lọc lõi và rành rẽ cung đình Cộng sản Lê Phú Khải đã có khái quát chi lý về việc chọn người, dùng người làm của nhà nước Cộng sản là thu hoạch xong. Trước khi vô cho thóc vào bồ, người làm ruộng phải sàng sẩy loại bỏ rơm, thóc, thóc lép, thóc hư, chỉ giữ lại những hạt thóc mẩy. Mỗi kỳ đại hội đảng của Cộng sản là một lần sàng sẩy. Nhưng với Cộng sản, phản con người, phản tự nhiên, phản tiến hóa của nhân loại, cái gì cũng khác người và sàng sẩy Cộng sản, cũng khác dân gian và Cộng sản sàng sẩy để loại bỏ tinh hoa, giữ lại những cặn bã, sẵn sàng để sàng sẩy loại bỏ tinh hoa đến lần thứ 13 thì chỉ còn lại cặn bã của xã hội đứng lên lãnh đạo đất nước mà thôi. Sự phản dân hại nước của Đảng Cộng sản ngày càng lộ lộ. Những người Việt Nam ưu tú lầm tưởng Cộng sản là yêu nước và đã đi với Cộng sản thời chiến tranh cách mạng đến nay, nếu chưa bị Cộng sản sàng sẩy loại bỏ thì họ cũng là lần lượt tự rời bỏ Cộng sản. Lớp người trẻ của văn minh tinh học đã có tài năng và nhân cách, có lòng tự tin và có đủ độ lùi về thời gian lịch sử để nhận ra tội ác ghê tởm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân, đất nước Việt Nam. Không khi nào những tài năng và nhân cách đó chịu đánh mất mình để vào đảng không có tính người và đang cản trở sự phát triển của đất nước, cản trở sự đi tới của nhân dân và hòa nhập với nhân loại văn minh của thế giới. Từ nhiều năm qua, vào Đảng Cộng sản chỉ còn 3 hạng người. Thứ nhất, những quan chức Cộng sản ăn trên ngồi chốc cả đời hưởng đặc quyền đặc lợi đều đã tự kế hoạch tương lai cho con cháu bằng cách đưa chúng vào đảng, đặt chúng lên bệ phóng quyền lực. Khi Cộng sản bố về hưu, rời ghế quyền lực thì Cộng sản con đã có vị trí tiếp cận quyền lực, tiếp nối cuộc đời ăn trên ngồi chốc, tiếp nối hưởng thụ đặc quyền đặc lợi. Như Cộng sản con Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, là sự tiếp nối của Cộng sản bố Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước. Như Cộng sản con Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch quận, là sự tiếp nối của Cộng sản bố Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn. Như Cộng sản con Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư quận ủy, sự tiếp nối Cộng sản bố Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn. Như Cộng sản Nguyễn Thị Kim Tiến, từ Phó Giám đốc rồi Giám đốc Viện Pasteur Sài Gòn nhảy lên Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Y tế. Chỉ còn vài ngày cuối cùng ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Y tế, Cộng sản mẹ Nguyễn Thị Kim Tiến liền ký quyết định đề bạt Cộng sản con trai Hoàng Quốc Cường lên chức Phó Giám đốc Viện Pasteur Sài Gòn để nối tiếp con đường công danh, tiếp nối quyền cai trị và quyền hưởng thụ đặc biệt, đặc quyền đặc lợi của Cộng sản mẹ. Như vợ con cháu chắt bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến, như con cháu bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đều phải là đảng viên Cộng sản mới có thể chiếm lĩnh đúng quy trình những chiếc ghế quan chức trong tỉnh. Đây sẽ là nguồn lớn ưu tiên hàng đầu cho lò quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của Đại hội 13 sắp tới.
Thứ hai là hơn nửa thế kỷ cai trị đất nước bằng bạo lực và lừa dối, bằng giáo dục nhồi sọ, ngu dân. Nhà nước Cộng sản đã tạo ra được loại người cuồng Cộng sản, cuồng cách mạng, cuồng đảng, cuồng bác. Hàng người này được mạng xã hội gọi là bò đỏ. Đàn bò đỏ khá đông và nhiều, đáng buồn là lứa tuổi nào cũng có. Điều này cho thấy giáo dục ngu dân và tuyên truyền nhồi sọ của nhà nước Cộng sản đã khá thành công và giải thích vì sao nhà nước Cộng sản đã thối nát đến như ngày nay mà vẫn tồn tại được. Thời gian và cuộc sống đã chứng minh rành rằng lý thuyết Cộng sản là sai lầm, thực tế Cộng sản là tội ác mà vẫn có những người cuồng tín Cộng sản thì chỉ là những người trì trệ, tối tăm, chưa tách ra khỏi bầy đàn, chưa có cá nhân thì đương nhiên cũng không thể có cá tính sáng tạo. Mọi hành vi đều theo bầy đàn, theo chỉ đạo. Trì trệ tối tăm nhưng cuồng đảng, trong khi đảng cũng đang rất cần những người như vậy và nhiều người đã leo khá cao trên bậc thang công danh Cộng sản. Đây là nguồn thứ hai khá dồi dào cho lò quy hoạch cán bộ cấp chiến lược ở Đại hội Đảng 13 tới. Ba là hạng người không phải là hậu duệ để được ông bố bà mẹ cõng vào chính trường, không có tài năng trí tuệ để đua tranh quyền lực nhưng đầy tham vọng quyền lực. Hạng người này đủ tỉnh táo nhận ra tội ác của Đảng Cộng sản gây ra với nhân dân, với nước và sự khốn nạn của nhà nước Cộng sản ở buổi chiều muộn. Chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng của triều đại Cộng sản sắp tắt lịm, nhưng họ cũng đủ khôn ngoan để biết rằng dù Đảng Cộng sản cầm quyền đang chìm sâu vào thoái trào tiêu vong, nhưng Đảng Cộng sản còn cầm quyền thì vẫn phải là đảng viên Cộng sản mới hanh thông trên con đường công danh, hãnh tiến và sôi thịt. Họ phải vào đảng bằng mọi cách. Chẳng vì lý tưởng Mác Lê, chẳng vì chủ nghĩa xã hội, họ vào Đảng Cộng sản cầm quyền chỉ để hát câu mê ly nhất trong bài quốc ca quốc tế Cộng sản, bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình. Đi chuyến tàu vét với Đảng cầm quyền thì phải mau lẹ và nhanh trên bậc thang đặc quyền đặc lợi công danh của Cộng sản mà vinh thân phì ra. Đây là mạch ngầm âm thầm nhưng nóng bỏng, dữ dội, quyết liệt và đầy kịch tính của nguồn quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Đúng như nhà báo lão làng Lê Phú Khải phát hiện, ba hạng người đó chỉ là cặn bã của cặn bã. Quy hoạch của cán bộ cấp chiến lược từ con người của ba nguồn đó là quy hoạch thảm họa cho đất nước Việt Nam. Đất nước chỉ giàu mạnh và người dân chỉ có hạnh phúc khi mỗi cá thể của người dân sống đúng mình, được thể hiện hết cá tính sáng tạo và người dân được thực sự làm chủ đất nước của mình. Nhà nước Cộng sản mặc sức tham nhũng quyền lực của dân cũng mặc sức tham nhũng tài sản của đất nước. Đất nước tan hoang bởi sự sâu xé vơ vét của đám quan chức Cộng sản tham nhũng tài sản của nhà nước. Lòng dân đau đáu tột cùng bởi Đảng Cộng sản cầm quyền tham nhũng quyền lực của nhân dân. Người dân Việt Nam dù là trí tuệ tinh hoa, dù là tài năng xuất chúng tạo được cuộc sống giàu sang cũng không có hạnh phúc khi sống trên đất nước Việt Nam không có tự do, không có quyền con người. Vì vậy, từ khi Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đã tạo ra dòng chảy xối xả bất tận, dòng người Việt Nam bất hạnh bỏ nước ra đi tìm đường cứu thân. Hàng trăm người chồng chất trên những con thuyền gỗ bé nhỏ mỏng manh ồ ạt vượt biển những năm 70-80 của thế kỷ 20. Đi công cán đối ngoại nước ngoài, đi du khẩu, lao động rồi trốn ở lại nước ngoài, sống chui lủi bất hợp pháp cũng chấp nhận để được rời bỏ kiếp sống hợp pháp nhưng phải làm nô lệ cho Cộng sản. Không ồ ạt như dòng thuyền nhân vượt biển bất hợp pháp, dòng người đi công cán hợp pháp rồi trốn lại nước ngoài diễn ra âm thầm nhưng kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ qua, còn tiếp diễn khi nhà nước Cộng sản còn cai trị trên mảnh đất hình chữ S quằn quại đau thương này. Cả những quan chức cao cấp trong triều đại Cộng sản như Võ Kim Cự khi đương chức cũng đã có tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ, có nhà, có đất, có con cháu ở nước ngoài chuẩn bị sẵn cơ ngơi và điều kiện cho họ định cư ở nước ngoài khi họ rời quyền lực về làm dân. Cả quan chức nhà nước Cộng sản cũng đã bỏ nước lưu vong ngay khi đang cai trị dân, cướp quyền của dân.
Cước quyền dân mặc sức vơ vét tàn phá đất nước, quan chức cộng sản dù có cuộc sống đế vương sống trên đất nước mà họ vơ vét tàn phá cũng không thể hạnh phúc. Trả lại quyền cho dân, trả lại quyền quy hoạch cán bộ cấp cho nhà cho dân, đất nước mới hết thảm họa, đất nước mới giàu mạnh, người dân Việt Nam mới có hạnh phúc được sống trên đất nước Việt Nam thân yêu của mình. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.